tối ngày 13 tháng 2, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin, sau 25 phút truy đuổi, lực lượng Cảnh sát Giao thông thuộc trạm Tuy Phước, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định đã bắt được tài xế xe khách gây tai nạn chết người tại Quảng Bình rồi bỏ chạy. Trước đó, vào lúc 14 giờ 19 phút ngày 13 tháng 2, tổ tuần tra kiểm soát trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước, Phòng Cảnh sát Giao thông Bình Định làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1 tại km 1216 Phước Lộc Tuy Phước. Nhận được thông tin của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, thông báo ô tô khách mang biển kiểm soát 37B02023 gây tai nạn giao thông làm chết người tại địa bàn huyện. Xe đang chạy hướng Bắc Nam đi vào địa bàn của tỉnh Bình Định. Cho đến khoảng 14 giờ 44 phút cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát của trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1 tại km 1216 thuộc địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định đã tiến hành bắt giữ xe và người điều khiển theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.